Cái con ghẹ nó cặp cái cục chì mới chết chứ. Đúng là phép lạ rồi. Cái con ghẹ nó cặp cái cục chì, nó không có cặp cái cục mồi. Hôm nay chú Thiết chú nó làm phép lạ rồi. Tức là có ơn trên rồi đó. Có ơn trên rồi. Con ghẹ gì đâu mà nó cặp cục chì mà nó không tha, nó lên trên nó tới tàu luôn. Hôm nay chú Thiết có ơn trên rồi. Hôm nay quả thật là đúng là như vậy đó. Hèn gì anh là người chạy lưới mà từ nhỏ lắm. Anh khiến được cái con ghẹ mà nó cặp cái cục chì, nó cặp nó không tha rồi. Vui thật. Quay dính vào trong cái điện thoại này luôn. Đó, thấy chưa? Hôm nay hai cha đi là có phép lạ rồi. Mình mới chứng kiến một phép lạ. Lần đầu tiên thấy con ghẹ mà nó ăn cái cục chì nó không phun. Oh my goodness. Thiết ông chơi nó đắp bằng cái đầu không? Tôi nuôi là mắc rồi nè, phải thả hai neo rồi anh Thiết ơi. Muốn câu hai neo á thì nó khỏi ấy, nó trôi đi trôi lại là nó mắc rồi. Hôm nay quả thật là cha chúc phúc cho chú Thiết rồi. Câu được một con ghẹ và con sóc sóc trắng to tổ trạng luôn. Xong đó thì xong ăn được không? Trời ơi, bự quá còn gì nữa. Hết cỡ luôn, lớn hết cỡ luôn rồi. Năm ngoái tụi con ở đây là